khu chợ ở phía bên kia biên giới. Đội quân cừu vạn người Việt lúc nào cũng túc trực, chờ hàng về để bốc vác qua đường mòn. Người phụ nữ này ở Lạng Sơn có thâm niên bốc vác hàng lậu cả chục năm ở đường biên. Thế nên bà nhớ rõ qua từng tên cò mồi và đầu mối chuyên buôn tiền giả tại đây. Trong đó, khét tiếng nhất phải nhắc đến cái tên Hà Béo. Nó mang một đứa xuống, nó bảo cô đưa sang, chỉ người không đâu. Nhưng mà trinh sát ở bên Trung Quốc nó theo ra rồi, nó lên trên đỉnh đồi, nó nổ, nó vất luôn hàng, nó chạy người. Một của chạy người, đấy toàn tiền giả. Đấy cái gốc cây to to này này, sánh hết, từ 500 tới 200. Hà Béo này đã xa lưới. Sau nhiều vụ buôn tiền giả bị triệt phá, những ông trùm ở bên kia biên giới đã đi vào hoạt động bí mật hơn. Thời điểm này trong khu chợ biên đã không còn cảnh mua bán tiền giả Việt Nam một cách công khai như những món đồ lưu niệm cách đây vài năm. Bán tiền giả bị bắt thì đi tù đấy, giờ không còn thấy những người bán xuất hiện ở đây nữa. Điều tra của cơ quan chức năng Việt Nam cho thấy ở bên kia biên giới có hơn 10 tụ điểm chuyên cất giấu, giao dịch tiền giả, chủ yếu nằm tại các khu vực nằm giáp biên như Ái Điểm, Lũng Vài, Bò Chài, Bằng Tường. Nhiều đối tượng móc nối mua bán tiền giả là các con nghiện hoặc vẫn đang mang trên mình lệnh truy nã. Chúng luôn thay đổi địa điểm mua bán, bất kể ở trong hầm hay rừng sâu. Đi hơi xa thì người ta dẫn em lại như một cái nhà trong khu rừng đó, thì người ta giao dịch em ở trong đó. Gần đây, không chỉ tiền giả mà thiết bị máy móc để in ấn tiền giả Việt Nam cũng đã bị công an nước bạn phát hiện thu giữ. Số tiền giả đi kèm là hơn 10 tỷ Việt Nam đồng.